Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam tại thôn Đìa, xã Bình Minh về hành vi vi phạm, trong đó hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, bị xử phạt 80 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Thanh Oai đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 18 tháng, buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in tạp chí in quảng cáo. Trước đó, cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam có quảng cáo về việc chữa bệnh bằng nước thông qua một kênh TikTok. Cách thức chạy chữa cũng rất kỳ lạ, không được ăn bất cứ loại thực phẩm gì, không được uống bất cứ một viên thuốc tây nào, chỉ uống loại nước kiềm do chủ cơ sở này cung cấp. Ngoài ra, khi đến cơ sở này, người bệnh sẽ được thuyết phục mua một chiếc máy lọc nước ion kiềm với giá từ 15 đến 20 triệu đồng trên một máy. Lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Nam thực hiện chữa bệnh bằng nước tại nhà và không có bằng cấp chuyên môn chứng chỉ, không được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Hành vi này của ông Nam đã vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Tại nhà ông Nam có treo biển chữa trào ngược dạ dày, đại tràng, gút, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước miễn phí, bấm huyệt trị bệnh miễn phí. Hành vi này của ông Nam vi phạm về quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.